Bạn, S Việt Nam đang ở làng chài Rạch Vẹm, Phú Quốc. Tới đây, Quỳnh Anh đã bị thu hút bởi những cây cầu gỗ dài hun hút giữa biển xanh. Đây là chiếc cầu để nối từ đất liền ra các nhà bè, hoặc là cầu tàu để thuyền bè thuận lợi tiện ra khơi. Kết thúc cây cầu này mở ra một khung cảnh cực kỳ rộng lớn của biển cả. Và đến với Phú Quốc, Quỳnh Anh còn phát hiện rất là nhiều sự kết thúc đặc biệt khác. Biển luôn á, đẹp lắm mọi người ơi. Rạch Vẹm cách thị trấn Dương Đông hơn 20 km, nằm gần điểm kết thúc cực bắc của đảo. Đây là nơi sinh sống của hàng ngàn chú sao biển đỏ. Thời điểm thích hợp nhất để bạn có hẹn với chúng là lúc kết thúc mùa mưa và bắt đầu mùa khô. Dù có si mê các em ấy đến mấy thì chúng ta chỉ nên ngắm thôi, đừng mang các em ấy lên bờ nha. Là anh có thành lập một cái đội bảo vệ sao biển gồm có khoảng 2-3 thành viên gì đó. Trời sóng gió mà cảm thấy mà có sao biển tấp lên là chạy đi để gom những con sao biển mà bị trôi dạt trên bờ đó về để thả vô trong một cái lồng kính có oxy, bắt đầu thả cho con sao nó mạnh lên rồi bắt đầu anh mới cho nó về biển trở lại. Cái mùa mà sao biển dạt về trên bờ nhiều nhất là nó nằm khoảng tháng 4, tháng 5. Cái mùa đó gió ngoài nó vô đó em. Khi đó là cái thuyền cứu hộ của anh nó sẽ có việc để làm. Thiên nhiên, biển cả đã dành tặng cho nơi đây thật nhiều món quà. Cá cơm thang ở biển Phú Quốc kết hợp cùng phương pháp ủ chượp truyền thống đã tạo nên hương vị nước mắm có độ đạm cao, thơm ngon, đậm đà. Bước vào nhà thùng nước mắm, bạn chắc chắn sẽ choáng ngợp trước những chiếc thùng gỗ với sức chứa cả hàng chục tấn cá cơm. Mỗi chiếc thùng chượp mang trong mình bao nhiêu tinh hoa của biển cả. Đố các bạn biết, phần nước mắm nào sẽ là phần nước mắm ngon nhất? Phần đầu hay phần cuối? Nước đầu tiên sẽ ngon hơn vì nước đầu tiên nó sẽ lấy những cái tinh túy của cá ra hết. Vậy là cái phần kết thúc của những cái chượp này là cái gì vậy? Dạ, sau khi mà người ta ủ xong nước mắm rồi thì còn lại cái xác cá. Những cái xác cá này người ta sẽ lấy ra họ bán cho những cái nhà trồng tiêu để mà làm phân bón cho cây. Sau đó thì người ta sẽ vệ sinh cái thùng và người ta sẽ lặp lại những cái bước ủ nước mắm tiếp theo. Phần cá cơm ở cuối thùng chượp đã làm nên màu xanh mát mắt và hương vị đặc trưng của tiêu Phú Quốc. Cây tiêu được trồng khác các ấp Gành Gió, Suối Mây, Khuôn Tượng. Các cọc tiêu luôn được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, tạo nên hình ảnh đẹp mắt. Kết thúc mùa nắng cũng là lúc. Tháng 3 là điểm kết thúc của mùa tiêu à. Tiêu phương mùa nó chín nó sẽ ngon hơn, đủ nắng, đủ gió, nó không bị ảnh hưởng của thời tiết. Trên một cái chùm tiêu như thế này, cây tiêu này mình phân ra rất là nhiều loại tiêu. Tiêu đỏ, tiêu đen, rồi tiêu sọ. Cái tiêu đỏ này nè, ở trong Phú Quốc mình là tiêu đỏ này nó cay, nó thơm, nó ngon hơn. Còn muốn trở thành tiêu sọ, người ta chà lớp vỏ ra, ngâm nước chà ra. Thì sọ của chức năng nó là cay thôi. Về độ thơm thì nó sẽ không còn giống như là cái tiêu đỏ này nữa. Đến Phú Quốc mà không đi đến tham quan vườn tiêu hình như là hơi bị uổng nha. Vì đến Phú Quốc mùa này là tiêu rất là ngon, vừa chín, vừa cay, vừa thơm, lại vừa nồng có hương vị trên đảo nha. Điều kỳ diệu luôn nằm ở cuối hành trình. Hoàng hôn ở Phú Quốc là một sự kết thúc mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến đây. Vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn là một minh chứng cho thấy kết thúc cũng có thể rất đẹp. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng tắt dần cũng là lúc những đoàn thuyền buồm ra khơi. Bắt đầu một hành trình mang vọng về mẻ cá đầy, thế mới biết trong kết thúc luôn có sự khởi đầu. Mọi sự khởi đầu đều bắt nguồn từ một kết thúc khác. Năm 2022, Phú Quốc đón hơn 4,7 triệu lượt du khách, vượt 25% so với kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu ước đạt gần 7.300 tỷ đồng. Hòn đảo này đã hút khách bằng những bãi biển đẹp hoang sơ. Đến đây, du khách sẽ được đắm mình trong vị biển theo một cách rất khác.
Điều kỳ diệu phía dưới đại dương sẽ cho chúng ta cảm nhận được cái gọi là biển bạc, là tài sản vô giá nằm ở phía bắc của đảo Ngọc. Nhắc đến Phú Quốc thì không chỉ có những sản vật biển bao la, mà nơi này còn được biết đến đó là xứ sở của ngọc trai, của nước mắm cá cơm thang và những rẫy tiêu nồng thơm ngon nức tiếng. Và đằng sau màu xanh bất tận ấy là những bí quyết giữ nghề được chắt lọc theo thời gian. Một là khẩu nhượng, thứ hai nữa là mình bón phân. Như ở đây chủ yếu mình bón phân đạm như là sắc mắm. Mùa Tết là mùa tiêu chín rộ. Đây cũng là thời điểm tất bật đón khách của các nhà vườn và các nhà thùng nước mắm ở Phú Quốc. Khoảng thời gian trước thì nước mắm Phú Quốc nó tràn lan trên thị trường. Người tiêu dùng không nhận biết được đâu là nước mắm Phú Quốc thật. Nhưng thời điểm gần đây thì nước mắm Phú Quốc đã được 27 nước EU bảo hộ về chỉ dẫn địa lý. Để đạt kết quả này, người dân đã chọn ra những mẻ cá cơm thang và cá cơm sọc tiêu của vùng biển Thổ Chu. Để rồi, sự kết hợp trong ẩm thực một lần nữa giúp người dân xứ đảo dần ngọt quá cái mặn mòi của biển. Ở đi Phú Quốc là mình phải ăn cái món cá chích này mới là ngon, là món đặc sản của Phú Quốc mà. Trong năm 2023, kết nối những cái chuyến bay mới, những cái đường bay mới đến với các nước khách hàng truyền thống và xúc tiến quảng bá đến với các nước là khách hàng tiềm năng. Kiên Giang đặt mục tiêu đón trên 12 triệu lượt du khách vào năm 2025. Theo đó, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sự thành công được đo từ chính cái nhìn hài lòng trong mắt du khách.